Đoàn đại biểu quân sự cấp cao của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Singapore vừa có buổi đối thoại chính sách quốc phòng trong 2 ngày 9 và 10 tháng 10 tại Hà Nội, theo tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Video trên YouTube của kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam cho biết, trong buổi đối thoại, Việt Nam cam kết sẽ ủng hộ và hợp tác với Singapore khi nước này nắm chức vụ Chủ tịch Luân phiên ASEAN vào năm tới. Hai bên trao đổi về an ninh châu Á-Thái Bình Dương và đồng ý tăng cường quan hệ đối tác chiến lược qua các hoạt động trao đổi và hợp tác giữa hai quân đội. Đôi bên cũng đồng ý sẽ hậu thuẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, củng cố tình đoàn kết trong ASEAN. Mặc dù Singapore không phải là một bên trong tranh chấp Biển Đông, nhưng theo Reuters, Bắc Kinh lo ngại là Singapore có thể sử dụng chức chủ tịch luân phiên ASEAN để quốc tế hóa chuyện Biển Đông. Singapore và Việt Nam bắt đầu có quan hệ ngoại giao từ năm 1973.